Thưa quý vị, trong thời điểm hiện nay thì bên cạnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì chúng ta vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều những loại bệnh lý khác nhau cũng nguy hiểm không kém, nhất là trong việc sinh nở của các sản phụ. Và mới đây thì các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, họ đã vừa cứu chữa thành công một nữ sản phụ bị sản giật thể nặng, chảy máu không cầm. Tiền sản giật cũng là một bệnh lý tương đối phổ biến với tỷ lệ là 3-5% trong thai kỳ. Tất cả thai phụ đều có nguy cơ mắc bệnh, nhưng hiện nay thì chúng ta chỉ đang chú trọng việc sàng lọc trước sinh cho thai nhi mà bỏ qua tình trạng của mẹ. Và sau đây cũng sẽ là những ghi nhận của nhóm phóng viên kênh truyền hình VTC9. Mẹ trời. Mẹ đi đâu về hả? Thì chiều mẹ về nha. Đến lúc này, chị Ngọc vẫn chưa thể tin mình đã bình phục, từ cõi chết trở về. Hơn một tháng kể từ khi con chào đời, chị chưa một lần được gặp mặt, thay vào đó phải nằm trong bệnh viện điều trị. Được sự chăm sóc của các bác sĩ tại khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, từ chỗ hôn mê sâu, nguy kịch, đến nay chị đã hồi phục sức khỏe, sắp được trở về bên gia đình. Bởi vì người ta bảo là có thể mình cũng còn ở lại cùng chết mà đi có thể cùng chết dọc đường ấy. Đi ra đây giờ bác sĩ ở đây tận tình cứu chữa thì may mắn mình được sống lại ấy, thì mình cảm thấy may mắn, biết ơn bác sĩ ở đây, giờ thấy sức khỏe mình nó ổn định trở lại. Ngày 23 tháng 6, khi đang ở tuần thai thứ 38 của lần mang thai thứ 3, chị Ngọc đột ngột xuất hiện tình trạng sản giật. Sau khi chuyển tới bệnh viện tuyến tỉnh, các bác sĩ đã nhanh chóng mổ bắt con. Tuy nhiên, ngay sau đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng chảy máu không cầm, được chuyển tới khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Lúc này, chị trong tình trạng suy đa phủ tạng, suy tuần hoàn, thở máy. Và chúng tôi ngay lập tức là đưa bệnh nhân đi chụp mạch để tìm kiếm xem là đang chảy máu ở đâu. Thì phát hiện ra một cái chỗ chảy rất lớn và không thể can thiệp được, bịt cái chỗ chảy bằng các biện pháp can thiệp mạch được. Thì bắt buộc là phải thực hiện một cái biện pháp là mạnh mẽ hơn là phẫu thuật, mở bụng ra để phẫu thuật, để tìm cái chỗ chảy máu đấy cặp lại. Để cầm máu, cũng nếu không chắc chắn bệnh nhân chết. Bởi vì khi chúng tôi siêu âm thì cả cái bụng bệnh nhân là ngập máu. Và khi mở ra cũng vậy, là trong bụng là rất là nhiều máu. Các bác sĩ cho biết nhiễm độc thai nghén là một trong những yếu tố nguy cơ khiến bệnh nhân bị sản giật, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Trước đó bệnh nhân chỉ siêu âm, không thực hiện các xét nghiệm định kỳ nên khó loại bỏ các yếu tố nguy cơ. Chuyên gia cũng cảnh báo, nhiễm độc thai nghén là một tai biến nặng ở phụ nữ mang thai, có thể dẫn tới những hệ quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của sản phụ và thai nhi. Nhiễm độc thai nghén thì nó sẽ gây ra những cái khó khăn cho cái việc phát triển của thai, khó khăn cho chính cái bà bầu đó. Và nó sẽ dẫn đến những cái là phát triển thai thì không tốt, rồi bản thân bà bầu thì cũng rất nhiều những cái biến cố, những cái trục trặc về mặt sức khỏe. Thế thành ra thì cái đứa trẻ mà của con của những người mà nhiễm độc thai nghén nặng ấy, thường nó sẽ nhẹ cân hơn, hoặc là nó sẽ có những cái vấn đề nó bất ổn hơn, thậm chí là có thể suy dinh dưỡng ở trong thai rồi, hoặc là có những cái biến cố khác đe dọa chính cái cháu bé. Và đương nhiên khi sản giật đã xảy ra thì đe dọa cả mẹ và cả bé luôn. Các bác sĩ khuyến cáo, để có một thai kỳ khỏe mạnh, các sản phụ cần thăm khám, thực hiện các xét nghiệm định kỳ, kịp thời xử trí nếu có bất cứ bất thường nào xảy ra. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà xem xong phóng sự vừa rồi thì chúng ta đều có thể thấy được là chứng tiền sản giật vô cùng nguy hiểm với các bà mẹ khi mà sinh nở. Và các bà mẹ mang thai thì luôn luôn mong đợi rằng là thai nghén và sinh nở sẽ là một quá trình, một hành trình, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Nhưng nhiều khi chúng ta vẫn không lường trước được những khó khăn trong thời kỳ 9 tháng 10 ngày mang thai. Và tiền sản giật thì thường gặp ở thời gian mang thai kể từ sau tuần thứ 20. Nếu như không điều trị kịp thời thì tiền sản giật thai kỳ có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là gây tử vong cho cả mẹ và cho cả em bé. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 hiện nay thì nhiều bà bầu cũng sinh ra một chút tâm lý e ngại đi khám hơn. Khi mà thấy cơ thể khỏe mạnh nên là có thể có một chút chủ quan. Trong giai đoạn đầu của bệnh thì thai phụ sẽ thường không có triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, trong những tháng về cuối thai kỳ thì biến chứng tiền sản giật có thể tiến triển rất nhanh. Các trường hợp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng thai phụ nếu như không được điều trị kịp thời. Với thai nhi thì tiền sản giật có thể gây sinh non, một số trường hợp nặng sẽ gây rong bao non.
thai nhi thì có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí là tử vong ở trong bụng mẹ. Hiện tại thì đa phần thai phụ thực hiện sàng lọc trước khi sinh chỉ nhằm phát hiện lý do em bé trong bụng mà bỏ qua tình trạng của mẹ. Tiền sản giật gặp ở 3-5% thai phụ, tức là cứ 100 bà bầu thì sẽ có 3-5 người mắc bệnh lý này. Thậm chí là ở nhiều nơi trên thế giới, con số này là 8-100 thai phụ. Bệnh lý này có thể được sàng lọc ở giai đoạn từ tuần thai là tuần thứ 11 cho đến là tuần thứ 13. Để chỉ cho những người là có những cái nguy cơ mắc sẽ cao, thì trong giai đoạn này khi mà chúng ta khám thai thường xuyên thì mình có thể phát hiện được. Khi thai phụ đến khám sẽ được đo huyết áp, đo siêu âm, đo Doppler và động mạch tử cung hai bên, sau đó thì lấy máu để làm xét nghiệm. Và thưa quý vị, Khánh Phương thấy là cái dự đoán, cái gọi là cái sàng lọc tiền sản giật này cực kỳ hay luôn. Mà cái thời mà Khánh Phương mang thai thì trước đó lại không có. Khánh Phương mang thai đứa đầu là cách đây khoảng 6 năm và đứa thứ hai thì cũng cách đây khoảng 4 năm rồi. Thì lúc đó thì Khánh Phương cũng chưa được nghe phổ biến về cái mà cái dự đoán mà tiền sản giật này. Thế nhưng mà trong những cái năm trở lại đây thôi thì hiện nay thì giống như là Phương Thảo vừa chia sẻ thì từ tuần thai thứ 11 cho đến 13 thì khi các mẹ bầu đi siêu âm mà đo độ mờ da gáy để biết là dự phòng những cái trường hợp mà giảm cái nguy cơ bị đau ở con mình á, thì các bà mẹ có thể liên hệ ngay với bệnh viện ở đó luôn để có thể làm cái tiền sản giật cho mình, dự đoán xem là mình có nguy cơ bị tiền sản giật hay không. Và chính những cái bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện thì cũng bảo là những cái mà dự đoán như thế này chỉ mang giá trị là chúng ta tham khảo thôi. Thế nhưng mà trên 70% nếu như mà chúng ta được dự báo là sẽ có nguy cơ tiền sản giật thì bác sĩ lúc đó sẽ có những cái phương án gọi là lên phác đồ điều trị dự phòng tiền sản giật cho chúng ta. Và từ cái phác đồ điều trị tiền sản giật đó thì mẹ bầu sẽ rất là yên tâm trong cái thai kỳ của mình. Bởi vì kiểu như là chúng ta sẽ đi trước để chúng ta rào lại, chúng ta phòng lại đấy em. Nếu như mà có nguy cơ thì ngay lập tức sẽ có những cái phác đồ điều trị tiền sản giật cho mình. Chứ để mà từ tiền sản giật mà nó đến sản giật rồi thì chắc chắn cái nguy cơ tử vong của mẹ và bé là rất cao. Lúc trước khi mà Khánh Phương mang bầu em bé thì trong tuần thai thứ 28 của mình thì mình cũng có bị phát hiện là dư ối. Dư ối khác mà đa ối khác. Dư ối đến một cái mức độ mà nhiều nước ối quá thì mới thành đa ối. Cho nên vì vậy mình chỉ bị dư một xíu thôi. Thế nhưng mà bác sĩ cũng rất là cẩn thận. Mặc dù lúc đó mình cũng không có được những cái siêu âm gọi là dự báo tiền sản giật giống như bây giờ. Thế nhưng mà bác sĩ rất là cẩn thận. Bác sĩ bảo là em bị dư ối cho nên cái tình trạng của em là phải theo dõi rất là thường xuyên để tránh nguy cơ là bị tiền sản giật. Và lúc mà Khánh Phương nhớ là mình từ tuần thai thứ 35-36 của mình là lúc nào Khánh Phương cũng cách một tuần là Khánh Phương đến bệnh viện để có thể nhận được cái sự theo dõi rất là sát sao của bác sĩ. Cho nên qua đó mình cũng thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Hay như trường hợp của một cái cô em mà Phương biết chỉ mang thai đến tuần thai thứ 35 thôi. Thì em bị phát hiện là do lần thai trước cũng bị sinh non cho nên lần này bị quen dạ, có thể sẽ bị đẻ non. Thế nhưng mà em cũng rất là cố gắng ở trong bệnh viện để có thể là giữ thai được chừng nào tốt chừng nấy. Bởi vì tâm lý của các mẹ bầu khi mà sinh con thì đều mong muốn là không phải là con đẹp đâu Phương Thúy, mà cũng không phải là con xinh, con cao, con ráo đâu. Mà quan trọng nhất một điều là con phải khỏe trước. Và không chỉ khỏe cho em bé mà còn phải khỏe cho mẹ nữa. Cho nên những cái bà bầu mà được dự báo là sẽ bị sinh sớm thì thường có tâm lý là nếu như giữ con được ngày nào trong bụng thì sẽ càng tốt. Bởi vì từ tuần thai thứ 37 cho đến tuần thai thứ 40 sẽ là cái độ tuổi mà khi mà em bé sinh trong cái tuần thai này sẽ được dự báo là đủ ngày đủ tháng để có thể sinh. Cho nên vì vậy em thì cũng muốn là giữ con lại. Thế nhưng mà bác sĩ dự báo là em có nguy cơ tiền sản giật rất cao. Vì vậy mà buổi sáng vào thì còn nơm nớm ý định trong người là giữ được em bé ngày nào hay ngày đó. Thế nhưng mà buổi tối là phải để mổ rồi. Thế nhưng mà Phương thấy đây cũng là một cách rất là tốt. Thay vì chúng ta đợi thêm một vài tuần, một vài ngày nữa, mà nếu như tiền sản giật trở thành sản giật thì như Phương đã chia sẻ rồi thưa quý vị, nó cực kỳ nguy hiểm. Và bên cạnh những cái dấu hiệu trong thai kỳ có thể dự báo được, như là lúc này Khánh Phương cũng đã chia sẻ là bị đa ối, rồi mẹ sinh con trên 35 tuổi hoặc dưới 18 tuổi, hoặc là mẹ hút thuốc lá thì cũng có nguy cơ bị tiền sản giật dễ xảy ra hơn. Và ngoài ra thì nếu như chúng ta mang thai vào mùa lạnh ẩm, chữa trứng, biểu hiện tiền sản giật thường sẽ biểu hiện sớm hơn. Thai nghén ở phụ nữ thấy đau đường hoặc là tăng huyết áp mãn tính, béo phì, tiền sử có tiền sản giật ở lần mang thai trước thì chúng ta cũng nên sẽ đến bệnh viện thường xuyên hơn để nhận được sự thăm khám của bác sĩ. Và những dấu hiệu ở thai phụ cho thấy bị tiền sản giật như là tăng huyết áp,
protein niệu và phù. Tiền sản giật thì cũng sẽ là giai đoạn xảy ra trước khi mà lên cơn sản giật. Giai đoạn sản giật có thể kéo dài trong khoảng vài giờ, vài ngày hoặc là vài tuần hoặc chỉ thoáng qua tùy theo những mức độ nặng và nhẹ của bệnh. Vậy nên là nếu như mà quý vị khán giả cũng như là các chị em đang có những kế hoạch để có thể là sinh em bé hoặc là chúng ta cần có thêm những thông tin cho mình thì hãy cập nhật những thông tin cũng như là hãy tìm hiểu kỹ về căn bệnh này cũng như là chứng tiền sản giật để có cho mình những thông tin để mình có thể là vừa phòng ngừa phòng tránh và có thể là theo dõi về tình trạng sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Và tuy nhiên thì các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng là tiền sản giật thì cũng có thể là sàng lọc và dự phòng. Và việc điều trị dự phòng thì các trường hợp nguy cơ cao cũng sẽ giúp giảm gần 70% các trường hợp tiền sản giật nói chung và gần 90% các trường hợp trước 32 tuần. Đặc biệt là phụ nữ mang thai thì cần chú ý thời điểm tuần thai thứ 11 tới tuần 14 của thai kỳ để có thể thực hiện sàng lọc tiền sản giật để phát hiện bệnh kịp thời. Theo số liệu châu Âu báo cáo, với việc điều trị dự phòng thì thai phụ sẽ giảm tới hơn 60% nguy cơ mắc tiền sản giật. Đặc biệt là với tiền sản giật non tháng trước 32-34 tuần, tỷ lệ giảm sẽ đạt hơn 80%. Vâng thưa quý vị, và trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 như thế này, nhiều bà mẹ càng trở nên lo lắng và đôi khi là mình cũng không muốn đến bệnh viện để khám chữa bệnh nữa. Và các bước sàng lọc của tiền sản giật bao gồm như sau: đo huyết áp, siêu âm đo Doppler động mạch tử cung và lấy mẫu xét nghiệm. Qua hệ thống phần mềm tính toán nguy cơ, thai phụ được phân loại nguy cơ thấp và cao. Việc điều trị dự phòng sẽ được áp dụng với những thai phụ có nguy cơ cao. Sau khi phát hiện sản phụ có nguy cơ cao, họ sẽ điều trị ở quý 1 thai kỳ kéo dài tới 36 tuần để hạn chế việc khởi phát tiền sản giật, hoặc có khởi phát thì muộn hơn để em bé có thể có thời gian phát triển trong bụng mẹ, cứng cáp và mạnh khỏe hơn. Dịch bệnh Covid-19 như thế này cũng chính là nỗi lo, do đó là phụ nữ trong thời gian thai nghén cần có ý thức và kiến thức để bảo vệ sức khỏe bản thân. Đăng ký quản lý thai nghén là khâu cơ bản nhất trong việc phòng tiền sản giật. Bác sĩ sẽ chẩn đoán tiền sản giật bằng cách kiểm tra huyết áp, xét nghiệm protein trong nước tiểu mỗi lần khám thai. Bên cạnh đó thì mẹ bầu cũng cần đảm bảo chế độ ăn uống thật đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là bổ sung protein, canxi, ăn nhạt, chăm sóc liên tục trong thời kỳ thai sản. Khi mà có những lo lắng về sức khỏe sinh sản của mình thì chúng ta cần nên chia sẻ điều đó ngay với bác sĩ để có tư vấn kịp thời, phát hiện sớm, điều trị kịp thời những sản phụ có nguy cơ cao để ngăn chặn xảy ra sản giật. Xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật khi thai từ 12 cho đến 14 tuần để dùng thuốc dự phòng khi có kết quả là nguy cơ cao. Ngoài ra thì mẹ bầu cũng cần khai báo y tế đầy đủ mỗi lần khám thai tại các bệnh viện công hoặc phòng khám tư. Khi khám thì chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách với người đối diện khi dịch Covid-19 đang có những ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. Mang bầu và sinh con đã là những giai đoạn khó khăn của người phụ nữ, nay lại càng khó khăn hơn vì dịch bệnh. Vì thế, thưa quý vị, công tác khám thai còn kèm theo những công tác khám sàng lọc COVID-19 đối với mẹ bầu và người thân đi kèm. Tuy nhiên, thì để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân chúng ta cũng cần nên tuân thủ những cái nguyên tắc 5K, những cái quy định đã được đề ra và mọi biến chứng trong thời kỳ mang thai cần được thăm khám đầy đủ để tránh những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra. Và thưa quý vị, những thông tin này của tiểu mục cũng đã thay cho lời kết của chúng tôi trên phần live stream phát sóng trên nền tảng số fanpage VTC9. Quý vị muốn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với chúng tôi trong những phần tin tức tiếp theo thì xin hãy bật TV lên. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay trong tiểu mục Sống để yêu thương.